số những điều mình đã từng nói với mọi người là hãy yêu thương bản thân nhiều hơn bằng những thói quen tích cực như là việc đọc sách chẳng hạn. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cuốn bạn nhất định phải đọc. Bình thường có những cuốn sách hay thì mình đều chia sẻ trên Instagram, nên là mọi người nhớ follow Instagram của mình để có thể cập nhật những cuốn sách hay nhất, mới nhất và hàng ngày nhé. Lúc mà mình rất là buồn rồi, mình cảm giác là không thể tin tưởng được bất cứ những cái mối quan hệ nào xung quanh mình và cảm giác cực kỳ cô đơn, chỉ có một mình. Lonely, I'm Mr. Lonely. Thì các bạn nên thử đọc cuốn sách Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã. Đây là một trong những cuốn sách đầu tiên mà khi mà mình review sách cho mọi người trên blog của mình, cũng một trong những cuốn sách bestseller tại Hàn Quốc và đã giúp được rất nhiều những bạn trẻ có thể sống chậm lại trong cái cuộc sống hiện đại quá nhanh như thế này, dừng lại để suy nghĩ những gì mình đang có thời điểm hiện tại và điều gì thực sự mới khiến chúng mình hạnh phúc. Mình tin đây là một cuốn sách mà có thể giúp bạn vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời các bạn, bởi vì mình cũng đã từng như vậy. Có hai cuốn sách mà mình cực kỳ recommend cho các bạn khi mà các bạn bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói của người khác. Một là cuốn này ở đây mình có đây. Đây là cuốn Đừng Cười Để Vừa Lòng Người. Cuốn này khá là hay. Cuốn này thì mình thấy giá bìa là 89.000, nhưng mà chắc là mua thì thường, mình thấy mua thì thường được giảm á. Mua ở nhà sách thường được giảm. Đây là cuốn sách nằm trong tủ sách Sống Khác của Skybook. Tác giả cuốn sách này là một nhà sáng lập của một công ty và cũng là một chuyên gia tư vấn cho một số những công ty lớn. Có một số những cái câu nói các bạn có thể hay gặp đấy là: sao không tỏ ra dễ thương? Tại sao lại không cười? Tại sao kiêu thế? Nói chung là các bạn sẽ nhận được rất nhiều những câu hỏi như thế này. Và đây là những một trong những số cuốn sách mà mình nghĩ các bạn chắc chắn là nên đọc trong cái khoảng thời gian mà các bạn bị kiểu ảnh hưởng từ những cái lời nói của người khác ấy. Thì mình có thể đọc cho các bạn một số những dòng ở phần mục lục: ngừng việc che giấu cảm xúc thật này, ngừng tự trói buộc bản thân, ngừng việc kìm nén cảm xúc, ngừng tận tâm, ngừng cố gắng để được chấp nhận giá trị của bản thân. Nói chung là nhiều lắm, các bạn hãy thử đọc cuốn sách này nhé, bởi vì mình thấy nó rất là hay. Và cuốn sách thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn khi mà các bạn cảm thấy bị ảnh hưởng bởi những cái lời bình luận từ người khác, đấy là cuốn Mặc Kệ Thiên Hạ Sống Như Người Nhật. Cuốn này thì mình cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều trên Instagram story của mình. Thì cuốn đấy là cuốn cũng là của Nhật Bản. Mình đang rất thích những cái cuốn sách của những tác giả Nhật Bản ấy. Những cái style của Nhật Bản rất là hay luôn. Với những cái cuộc sống hàng ngày mà mình, tại sao mình lại không cần phải bận tâm người khác, mà hãy cứ tập trung vào những cái mục tiêu mình cần phải hoàn thành. Nếu như các bạn muốn tăng khả năng ngoại ngữ và cũng muốn có một số những cuốn sách tiếng Anh hay, thì mình cũng có hai cuốn chia sẻ với các bạn. Hai cuốn này cũng là hai cuốn rất là hay mà mình đã được sếp mình cho mượn. Sếp, nếu như sếp đang xem video này thì em cảm ơn anh rất nhiều. Thực sự là những cuốn này thì nó không hề rẻ một chút nào cả. Đây, ở đây mình có một cuốn này. Cuốn này bìa rất là thích luôn. Chữ, mấy cái chữ này người ta in nổi lên ấy. In nổi nhá, mà design theo kiểu minimalism đúng kiểu mình thích luôn. Mình thích kiểu design đơn giản thế này. Cuốn này thì mình thấy đây có giá là 26 đô hay 26 euro gì đấy. Nếu như mà euro thì nó cũng khoảng 700, khá là mắc đúng không? Nhưng mà mình thấy nếu như các bạn có tiền thì các bạn có thể mua. Nhưng nếu không có tiền, các bạn có thể tìm những cái ebook ở trên mạng. Và cuốn The Rule of Life thì cái cuốn đấy là cái cuốn mình đã tìm cái bản ebook rồi. Là đã có cái bản ebook, mình sẽ để phía dưới cho mọi người xem. Bởi vì ebook thì mọi người có thể đọc free ở trên mạng. Và mình sẽ tìm thêm cuốn này, nếu như có luôn thì mình cũng sẽ chia sẻ phía dưới cho mọi người xem nhé. Bên trong cái cuốn này nó đặc biệt một chút, đó là những cái cuốn mà một cái bộ The Rule of gì đấy, of management, of my life, of money, of các thứ. Thì bên trong nó là có rất là nhiều những mục. Có nghĩa là nó không phải là một cuốn sách với rất là nhiều chương, mà nó là một cuốn sách với rất là nhiều ý. Nó chia thành các rule thế này, và mình xem có bao nhiêu rule này. 107. Khoảng 107 cái rule ở trong này. Mỗi cái nguyên tắc và mỗi cái quy luật mà người ta nhắc đến ấy thì sẽ chiếm khoảng 1 đến 2 trang sách thôi. Cuốn này nó phù hợp cho đọc mỗi ngày. Mỗi ngày các bạn đọc 1-2 trang gì đấy là các bạn vẫn ok, các bạn không bị kiểu đứt mạch hay gì hết. Và mình nghĩ là cuốn này và cái cuốn The Rule of Life đấy là cả hai cuốn sách tiếng Anh mà mình thấy cái từ vựng rất là dễ đọc này, từ vựng rất là cực kỳ đơn giản luôn, không có gì là quá thách đố mọi người cả, không có gì là quá khoa học, nó rất là thường ngày. Và đây là hai cái cuốn mà mình cảm thấy cái nội dung bên trong ấy nó cũng rất là hữu ích. Nếu như các bạn là những người chưa bao giờ đọc sách và muốn thử đọc một cuốn sách thì phải đọc những cuốn sách như thế nào? Thì đây là một trong số những cái cuốn sách mà các bạn nên tìm đọc. Cái bộ này thì mình thấy có hai cuốn, mình đã đọc được hai cuốn ở nhà sách Nhã Nam. Đấy là Lời của Nietzsche
Wow, mình cũng không biết phát âm như nào. Lời của Nietzsche cho người trẻ. Nó có hai tập, một tập là về tình yêu, ý chí, khát vọng, và một tập hình như là về tri thức, nghệ thuật và lối sống. Cuốn sách cũng rẻ thôi, 70-80 nghìn gì đấy. Ở bên trong ấy nó có những cái quy luật và được đúc kết lại từ 1 đến 2 trang mà các bạn có thể đọc theo từng ngày một. Ở bên trong thì nó ngắn gọn lắm, thì bình thường mình cũng rất thích những cái cuốn sách như vậy, những cái cuốn sách mà nó vừa gần gũi vừa trực quan, đọc vào là biết trực tiếp tác giả muốn nói cái gì luôn ha. Thì đấy là những cuốn các bạn có thể thử đọc. Thứ nhất là cuốn Ăn ít để khỏe. Thực ra lúc mà mình đọc cuốn này thì mình đang ngồi ở một quán cà phê ở gần ở quận 1. Và đây thực sự là một cuốn sách thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của mình luôn. Nó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình luôn. Có nghĩa là người ta có ngay một cái câu hỏi ngay cái trang bìa, đó là ăn một bữa tại sao phải ba. Và các bạn sẽ tìm thấy được một trong số những cái điều rất là mới mẻ trong cuộc sống của mình nhờ cái cuốn sách này. Các bạn sẽ biết được là hóa ra cái việc ăn uống nó lại thú vị đến như vậy. Không hẳn là như các bạn nghĩ thường ngày đâu. Thì nếu như các bạn quan tâm đến sức khỏe thì đây là một cuốn sách rất là tuyệt vời để mọi người có thể thay đổi cái thói quen ăn uống hàng ngày của mình. Như mình đã từng nhắc đến trong khá là nhiều video cũng như là khá là nhiều chỗ, gần như là mình đều nhắc đến. Bởi vì đây là những cái cuốn sách mà nó khiến cuộc sống của mình trở nên gọn gàng, ngăn nắp cũng như là thoải mái hơn. Đó chính là những khi mà mình muốn sắp xếp lại cuộc sống. Khi mà các bạn vừa trải qua một cái chuyện gì đấy và nó cảm giác là các bạn phải làm mới mình hơn, phải có một cái quy tắc cho cái cuộc sống riêng của các bạn và tạo những cái ưu tiên, cái điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn ấy, thì đó chính là cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật. Đó là một trong số những cuốn sách đầu tiên khi mà mình tìm đọc về lối sống tối giản. Và tiếp theo đấy thì mình cũng đã tìm thêm một số những cuốn sách như là cuốn sách Nghệ thuật bài trí của người Nhật. Và những cái cuốn sách tối giản bây giờ mình thấy ở ngoài nhà sách bán đã rất là nhiều rồi. Và có một số những tác giả Việt Nam cũng viết những cái cuốn sách về lối sống tối giản đấy. Và cũng có một cuốn mình thấy nó cũng khá liên quan đến sự đơn giản, nhưng mà nó hướng sang một phía bên tâm lý học một chút. Đấy là cuốn Tại sao em ít nói thế. Cuốn sách Tại sao em nói ít thế của tác giả của một anh người Việt Nam, đấy là anh Huy Đức. À, mình khá là ấn tượng, mình rất là thích những cái cuốn sách mà kiểu tác giả không thèm để hình tác giả luôn đấy, kiểu không thèm kiểu mô tả về tác giả luôn. Anh ấy như kiểu một người hoàn toàn bí ẩn thì anh ấy kiểu thích như vậy. Thì mình khá là trân trọng cái điều đấy, và mình thích cái cuốn sách đấy ở chỗ là tại sao em nói ít thế, và mình cảm giác là đôi khi nói nhiều không hẳn là tốt nếu như chúng mình không biết cách nói hoặc là nói không đúng. Và sau khi đọc cuốn đấy mình mới nhận ra mình là một người gọi là hướng nội hoạt ngôn. Thì đó cũng là một cái cuốn sách về tâm lý học khá là hay mà mọi người có thể tìm đọc. Các bạn cảm thấy mình luôn là một nạn nhân trong một cái chuyện tình nào đấy và cũng không biết mình phải làm như thế nào để có một tình yêu đẹp hơn, thì đây là những cuốn sách mà mình sẽ chia sẻ với mọi người. Những cuốn sách này nó không chỉ là những kỹ năng về tình yêu không, mà nó còn là về tâm lý học con người nữa. Và một trong số những tác giả mình rất thích đó là Steve Harvey. Nếu như mọi người biết cái chương trình mà Little Bit Short ấy, thì ông MC đấy chính là tác giả của những cuốn sách này và cực kỳ bán chạy ở Mỹ luôn. Và cái bộ sách của ông ấy về tình yêu ấy thì nó có hai cái tập, mình nhớ là như vậy, nhưng không nhầm là như vậy, mình đã đọc cả hai phần rồi. Phần thứ nhất đấy là cuốn Think Like Men, Act Like Lady, có nghĩa là suy nghĩ như đàn ông và hành động như đàn bà. Cuốn này rất là hay, cuốn này là sẽ chỉ cho các bạn một số những cái cách thực tế luôn là làm thế nào để có một cái mối quan hệ tốt hơn, cũng như là mới bắt đầu một mối quan hệ thì mình nên như thế nào. Nó đơn giản từ những thứ như là việc để người đàn ông mở cửa xe, đến việc để người đàn ông đẩy ghế ra cho mình, những cái việc mà đàn ông nên làm và mình nên để đàn ông làm. Thì đấy là một trong những cuốn sách mà mình nghĩ nếu như bạn muốn bắt đầu đọc và để có thể ngấm dễ dàng thì đấy là một cuốn sách rất là thú vị. Và cuốn sách thứ hai trong cái tập sách của ông ấy đấy là cuốn sách Nói luôn cho nó vuông. Và cuốn này mình đã đọc đi đọc lại 2-3 lần rồi. Đó cũng là hai cuốn mình recommend cho mọi người. Nếu như các bạn đang xem video này là những bạn nữ giống như mình, đang ở cái lứa tuổi mà đang tìm một cái phong cách riêng của mình ấy, cũng như là tìm một số những cái cách mà để có thể cân bằng giữa công việc cũng như là cuộc sống, bởi vì các bạn biết là công việc thì nó sẽ khiến mình đôi khi mất đi cái sự nữ tính, đúng không? Tại vì lãnh đạo nó sẽ không khiến mình trở nên nữ tính mà trở nên nam tính hơn ấy. Thì các bạn có thể tìm cuốn Girl Boss, tiếng Việt là sếp nữ. Thì mình cuốn này nó khá là hay trong cái việc mà có thể cân bằng cái việc mà công việc và cuộc sống hàng ngày của mình. Thì đấy cũng là một cuốn mà mình đã từng chia sẻ trong favorite tháng 9, là những cái cuốn sách mà mình yêu thích trong tháng 9.
Và một cuốn sách nữa thì cuốn sách này thì nó không liên quan lắm đến vấn đề công việc. Tuy nhiên thì nó liên quan đến việc style quần áo này, kiểu như phong cách yêu đương các thứ, mình thấy cũng khá là hay. Đấy là cuốn Sống Như Người Paris. Bên trong có cách yêu này, cách đi đứng, cách ăn mặc, cách nhắn tin, nói chung rất là nhiều thứ. Mình thấy là nó khá là thú vị khi mà đọc, bởi vì thực ra là bạn sẽ đọc, các bạn cảm thấy rất là thoải mái và nó tạo cho mọi người một cái sự định hướng phong cách ấy. Và mình thì mình cũng rất là thích phong cách của những cô gái Pháp, đơn giản, kiêu kỳ, có một chút gì đấy rất là boss nhưng mà vẫn rất là ngọt ngào, mình khá là thích. Thì nếu như các bạn là những cô gái hiện đại và muốn tìm cho mình một số những cái định hướng phong cách mới thì đấy là hai cuốn sách mà mình nghĩ là khá là ok. Mình, các bạn không cần phải mua hết tất cả và đọc trong cùng một lần đâu. Các bạn hãy chọn chỉ một cuốn. Hãy đừng mua một đống về đấy và các bạn chỉ để đấy không hề đọc. Hãy chỉ chọn một cuốn phù hợp với mình và đọc hết một cuốn đấy trước đã. Và thời gian tới thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cuốn sách mà mình yêu thích nhất trong năm 2018. Và cũng là những cuốn sách mà các bạn nhất định phải đọc một lần trong đời. Và chắc chắn rồi, mình sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái nội dung về sách cũng như là cách phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Nên là nhớ subscribe channel của mình, ấn chuông. Và bọn mình sẽ gặp nhau trong thời gian tới với những video thú vị hơn nhé. Đừng quên kết nối với mình bằng cách comment phía dưới những nội dung các bạn muốn mình làm trong thời gian tới. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong thời gian tiếp theo. If you like the way you look this mess, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.